Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thành Di đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Epic Battle Fantasy 5. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì mình còn chưa biết. Nhầm rồi anh em ạ. Chúng ta đáng lẽ là có thể lấy cái này đấy, nhưng mà mình nhầm rồi. Đáng lẽ là chúng ta có thể lấy được này. Đen thế nhờ, thật sự rất là đen đủi luôn. Không thể làm gì hơn được nữa rồi. Nó ấn sát vào đây rồi anh em ạ. Bó tay. Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang bên này để lấy cái hòm. Trước tiên là lấy cái hòm này trước. Cái hòm này sẽ bị canh giữ bởi có một con slam à. Bên này có một con slam gì đó này. Ấy, slam này anh em. Con này mới à. Slam có cái lá trên đầu, ban phước, hiệu ban phước. Mình sẽ dùng cái chiến thuật đó để quét bọn này lên để xem như thế nào. Ok, đấy, con này con slam bùn ạ, anh em ạ. Một kẻ địch yếu ớt tạo ra từ bùn đất phì nhiêu, nó hỗ trợ sự sống của vùng đất đầm lầy. Con này thì ta biết này. Con này ta sẽ bắt một con slam bùn nha anh em. Slam bùn 1500 máu. Có lẽ mình sẽ tấn công, nó chắc là chết luôn mất. Bắt luôn được không ta? Chúng ta chiến thuật luôn và sử dụng cái này. Ôi chưa, phòng thủ còn vô hình nữa chứ. À, vô hình thì ra là từ cái ấy anh em ạ. Từ cái đồ ninja. Hay nhờ. Kỹ năng vô hình này. Hay chưa. Ôi, đánh liên hoàn à. Khó chịu nhỉ. 105 đam. Khá là khó chịu. Mình dùng nhầm chiêu đấy. Đáng lẽ mình cần phải sử dụng chiêu để bắt nó ấy. Quên mất. Con này nó sợ. Sợ nước. Sợ nước và sợ quang. Chiến thuật này. Chúng ta có cái vật phẩm không? Trang bị này. Gậy sấm sét. Mình có gậy nước không anh em? Gậy độc bóng tối này. Gậy này gậy gì hắc nha. Gậy này là gậy nguyên tố là độc. Bọn này nó không sợ. Nó không sợ những cái đấy. Chỉ sợ nước thôi. Thôi kệ đi. Bắn sử dụng cái chiến thuật đó chính là băng phán quyết này. Không có nước. Không có nước nhỉ. Có cái ok, dùng chiêu nào bây giờ? Bóng tối này. Độc này. Có băng này. Không có chiêu nào để dùng luôn đấy. Nguyên tố không có luôn. Sức mạnh quá vì sao. Chiêu cuối thì mình hiện tại có thêm một chiêu nữa. Đó chính là một chiêu ánh sáng. Ánh sáng à, thử chiêu này xem. Đánh lan à. Tôi cầu nguyện rằng tất cả sẽ tốt đẹp trên thế gian này. Wow. Làm gì đây. Cháy đất à. Ui, kinh thật. Cái gì đây. Hình cây thập giá anh ạ. Đánh lan. Vãi trưởng có khả năng tự động hồi sinh nữa chứ. Chết hết bọn kia rồi. Chúng ta sẽ sử dụng chiêu nước thôi. Độc không dùng được anh em ạ. Chiêu nước là thủy tiễn. Dĩ nhiên. Băng tiễn này. Thủy tiễn anh em. Thủy tiễn 3000. Không chết nổi. Ghê. Chúng ta sẽ tấn công luôn bằng cái chiêu này đi. Đó nó sẽ chết mà. Tại vì chúng ta có thanh kiếm nước rồi. Tưởng nó chạy. Mình cứ tưởng nó sẽ chạy. Ban phước. Chúng ta dùng kỹ năng. Đấy, có chiêu gì nhỉ? Có băng. Băng cũng được. 800. Hơi yếu một chút. Thủy tiễn này anh em. Thủy tiễn này. Xuyên tâm 4.900. Và 1k3 nữa. Chạy đi đâu. 2k4. Rất tốt. Gạch kia thứ. Ô, một con gấu và một hiệp sĩ tí hon này. Hay. Chém khá khỏe. Có gì đây. Chúng ta ban phước. Chúng ta sẽ dùng cái mắt để quét cái thằng hiệp sĩ tí hon nhỉ. 33.000 là máu á. Bắt con này anh em ạ. Quên nó sẽ có tác dụng gì. Kỵ sĩ Chibi, người hùng bé nhỏ đang trên đường đi cứu thế giới. Nếu bạn chắn đường cô ấy, bạn sẽ rất hối tiếc đấy. Nó sợ lửa, sợ sấm sét và sợ băng. Ok, mình có thể dùng lửa, sấm sét và sợ băng. Mình có thể tấn công con này trước. Con gấu nó sợ cái gì nhỉ. Sợ độc. Ngon. Hụt. Ây chà chà. Sợ nước, sợ băng, sợ lửa. Không sợ nước, sợ băng, sợ sấm sét và sợ lửa anh em ạ. Mình sẽ trang bị vật phẩm của mình. Đó chính là thanh kiếm lửa, dĩ nhiên. Đồng ý luôn. Ok. Let's go. 4566. Chém. Liên hoàn chém. Khỏe phết nhờ. Ban phước. Cái hiệu này khó chịu thế. Bóng tối. Mình sẽ đổi sang thành chiến thuật là Lancer. Nó khỏe. Lancer đánh em. Lên. Kỹ năng. Bắn liên thanh vào con gấu. Lên đã. Giữ con gấu trước đã. Xong tính sau anh em ơi.
Chết luôn không? Không chết kìa. Lửa này chí mạng, đã chết con gấu. Bây giờ chỉ có mỗi thằng hiệp sĩ tí hon thôi. Thằng này sẽ là 32.000. Khá là trâu. Rồi, chúng ta có thể đổi thanh kiếm mình không? Cái vũ khí của chúng ta thì có một vũ khí kháng cự nguyên tố, là nguyên tố cái hiệu hệ khác cơ. Cái này thì nguyên tố đất, nguyên tố đất thì nó không ăn thua lắm. Rồi, chúng ta dùng cái chiến thuật đi. Nguyên tố lửa này anh em. Lực là 80. Đấy, nguyên tố giống xét lực cũng sẽ là 80. Thử xem. Bắn luôn. Trừ thủ anh em ạ. Bây giờ thì cứ bắn mũi tên lửa hoặc mũi tên sấm sét hoặc là mũi tên băng thôi. Kỹ năng này. Lực là 50. Ui lực này khỏe nhiều. Sấm sét này. Ui lôi tiễn. Lôi tiễn 3k4. Đó. Nó sẽ lửa đúng không? Chiến thuật là sử dụng cái kỹ năng đó chính là liên kích này. Chạy 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 đâu chạy đâu chạy đi đâu. Rất tốt. Dồn đam rất hay. Đổi nhé. Tiếp sẽ đổi luôn anh em. Phản đòn vớ vẩn thật. Đấy, hơi bị khó chịu ấy nhỉ. Chúng ta sẽ sử dụng có rất là nhiều thứ. Bóng tối, hồi phục cho một đồng minh và xóa hiệu ứng à. Mình muốn dùng cái chiêu khác để tấn công và tiêu diệt nó cơ. Bóng tối này, sấm sét này, nó cũng sẽ sợ sấm sét. Lực có 80. Bắn nó. Rồi tốt, giật sét này anh em. Chiến thuật nó sẽ đổi sang con này. Đó, đại đầy máu, đại chiến đấu tiếp nhờ. Tội gì. Vật phẩm trang bị không có đồ gì khác ngoài cái này cả. Nguyên tố nước này. Đấy, nguyên tố nước, nguyên tố sấm sét này anh em. Cái này cũng ngon. Cái này 30 đam. Cái này ngon hơn một chút. Cái này ngon hơn một chút này. Rồi đồng ý. Đổi kiếm anh em ơi. Đó, cái bóng đèn. Yes. Kỹ năng chúng ta sẽ sử dụng giải phóng. Xem nào, nó khỏe không. Wow, khỏe thế. Đám rất to. Ôi đúng rồi, gấu trúc kìa. Gấu trúc bó tay luôn. Giết nói trước anh em ạ. Kỵ sĩ Chibi. Hỏa đạn. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ bắt được không ta. Chiến thuật này. Úp sọt này. Không bắt được con này nha. Dĩ nhiên rồi. Chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ năng thanh kiếm. Mình thanh kiếm sấm sét đúng không. Bão kiếm này. Nó phải chết. Yes. Ôi như thế này không ạ. Không chết kìa. Không chết này. Đầu hàng. Một con té rồi anh em ạ. Nhiễm độc. Hơi bị khó chịu, hơi bị lâu đấy. Tại vì là nó sẽ, con này sẽ đổi ra con này luôn. Dĩ nhiên, máu được từ hồi lại rồi. Và chúng ta sẽ tấn công bằng chiêu thường. Tại vì là nó rất sợ hệ độc anh em ạ. Có sợ điện không? Sợ điện, sợ lửa gì không? Không phải sợ lắm nhưng mà thôi. Mình cứ dùng cái kỹ năng cũng được. Sợ mỗi lửa rồi anh em ạ. Không có lửa. Sợ lửa. Đúng mỗi lửa thôi. Nó khá tất cả các chiêu còn lại. Mũi kiếm anh em. Đam cũng khá tốt. Ok. Liên kích anh em ơi. Dồn đam nào. Không chết. Nó ị vào phần mình. Ôi dồi. Thật tao không muốn. Một vài cục lọt vào miệng mình mất rồi. Vãi trưởng. Ăn phải cứt. Ăn phải xít anh em ạ. Thằng này ăn phải xít rồi. Khó tay. Chết. Đúng rồi. Chí mạng. Ồ, đánh một cái con trên đường thôi mà cũng đã rất là lâu rồi đấy, không phải đơn giản. Nhê, lên cấp này, lên cấp cho thêm 3 nhân vật nữa. Ok, bây giờ mình sẽ xuống ở đây. Ôi, lại có một con, con nó chặn đường đây, có cái hòm đây rồi mà. Có cần phải chặn đường thế không? Mình đi khám phá đã. Mấy cái rừng này nhìn hơi khác rồi đấy. Trách nhiệm tù nhân đầu tiên của mình là bị lôi vào mấy khu rừng bị ma ám. Chết. Bây giờ ôi rơi này. Có rất là nhiều hòm. Nếu mà ta không đánh thì không đi được. Mà đánh thì rất là lâu. Có mấy con mèo. Chiến thuật đó chính là dùng quét trước. Con rơi quỷ trông rất là kinh nhờ. Con rơi đầu lâu. Bắt một con về nuôi từ chơi nhỉ. 2k9. Nó sợ bão, nó sợ gió. Sợ gió và sợ ánh sáng anh em ạ. Ok. Bão kiếm này. Chém một con để bắt nó. Choáng rồi. Chiến thuật đó chính là sử dụng cái úp sọt này. Bắt nó về. Chạy đâu. Con rơi. Tất cả tập trung tấn công một vùng phòng thủ. Con này khả năng búp này. Pháp sư mèo. Và con này pháp sư mèo.
sợ lửa, sợ lửa và sợ độc. Ok, đơn giản với con mèo này. Không chết. Sợ lửa và sợ độc. Sợ nước luôn. Sợ gió. Sợ gió và sợ ánh sáng. Giết con này trước. Ui, chí mạng tốt nhỉ. Ngon phết đấy, đùa đâu. Giết con này trước. Không chết kìa. Nó búp cái gì lên đấy, công phép. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Con mèo có hai tơn cơ mà. Rơi xương và gương ma. Có gì đâu, con này khá dễ đánh thôi. Cho cứ đánh bằng một cái chiêu khỏe khỏe của mình là được. Mình sẽ thử những chiêu mới xem. Xem lôi chảm chưa là gì đấy rồi. Yêu quý khiến mục tiêu có thể bị nhắm tới. Dạng dạng cuồng bạo. Cuồng nộ. Đánh thử xem nào. Ngồi ngôi sao. À, khả năng phá phép mèo. Hay phết nhỉ. Mình bị một cái gì đó gọi là độc cái gì vậy. À, kỹ năng này. Cái này ăn trộm này. Ăn trộm. Vãi trưởng có kỹ năng ăn trộm rồi. Sợ mỗi gió thôi. Sợ gió và sợ mỗi là ánh sáng. Không có gió mà cũng chẳng có ánh sáng. Cuồng kích. Giờ tăng công. À, ánh sáng đây. Quang kiếm. Quang kiếm tầm khoảng 2k mấy. Đây mình dùng tất cả chiêu thức cho anh em xem luôn. Nguyên rủa. Hiếu nguyên rủa. Có rất là nhiều hiệu ứng nha. Thủ và thủ phép sẽ bị giảm mỗi lượt sát thương ánh sáng nhận vào sẽ tăng lên 50%. Dạng dạng kiểu vậy. Ây khó chịu nhỉ. Chúng ta sẽ bắn tấn công con này được không? Rồi ok tấn công luôn đi. Nào tấn công bằng cái chiêu này thì khá là khỏe. Nó sẽ tầm khoảng 4-5 nghìn gì đấy. Khá hay. Múa kiếm. Giết con này trước. Tốt. Rồi còn hai con nữa kìa. Nó sợ mỗi ánh sáng anh em ạ. Quang kiếm thôi. Quang kiếm. Vỡ gương. Vỡ nát cái mặt rồi. Và nó sẽ không dùng cái từ chơi với mình. Hay 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 hay. Hay nhờ. Chiến thuật này. Chúng ta sẽ sử dụng mũi tên ánh sáng. Đó chính là quang tiễn. Đấy. Bắn vỡ gương. Ờ. Không vỡ gương này. Really? Đập vỡ gương đó anh em. Bây giờ mới vỡ gương. Chúng ta bị xui xẻo cả năm luôn đấy. Thêm cả hiệu ứng xui xẻo. Hay phết nhờ. Tiếp tục đi thôi nào. Chúng ta sẽ đi vào trong này. Có rất nhiều thứ để có thể lấy được. Đây. Đi từ đây ra. Lấy hòm. Sa tanh. Lụa. Nhìn chung là muốn đánh hết cái này thì rất là lâu ấy. Không phải đơn giản. Đây tiếp tục có một con rơi nữa này. Chúc phúc. Đường đi đâu đây? Hội pháp sư à? Tăng vĩnh viễn độ chính xác và của Natalie lên. Pháp sư này. Ôi cô có biết các cháu là ai? Con gái cô kể rất nhiều về các cháu. Cô rất cảm kích vì đã cứu Bella đó. Chém quái và làm thế giới thành một rất đẹp là công việc của bọn này mà. Rất ân hạnh để phục vụ mọi người. Tôi nhớ cậu đi khắp cái lâu đài của tôi chỉ để chộp mấy cái hòm kho báu. Mục đích duy nhất của các cậu là cướp bóc. Rồi chúng ta không nói chuyện được luôn đấy. Không làm gì được luôn đấy. Nói chuyện phía sau được không? Chắc là được. À cái con bé này là bị bắt ở trong kia đây. Trong thằng này bắt cái con này ở trong nhà tù đây. Tôi cũng chẳng muốn đầu tư sửa sang cái này đâu. Thật đấy. Sống trong một cái cây đủ thấp kém rồi. Tại sao lại tên này đi chung với mấy người? Hắn đang bị thôi miên à? Không. Giờ anh ta là tù nhân của bọn này rồi. Nếu không nghe lời anh ta sẽ bị hội đồng đấy. Có một cái hòm ra. Bánh quy. Ồ thì dùng số vật phẩm anh em ạ. Ồ cái này cần một chìa khóa cơ. À cần cây gậy. Cần gậy của con ấy. À, trang bị này. Natalie này. Gậy phải dùng cái gậy này cơ. Thì mới có thể mở được thì phải. Chúng ta nâng cấp cái mũ thỏ lên trước. Đấy dĩ nhiên. Ơ à. Cái gậy này mà. Thế thế. À không phải cái gậy này. Mình nhìn nhầm à. Không phải nha. Cái áo giáp sẽ tăng cấp lên được. À, nâng cấp lên. Đây.
Áo nâng cấp có rất là nhiều loại áo luôn đấy, không phải là ít đâu. Kiếm à. Đây, có một cái súng bắn dừa. Hết nguyên liệu. Chúng ta sẽ có một cái cung xương nữa. Còn cái nào nâng cấp được cứ nâng lên thôi. Mũ của Lancer sẽ nâng cấp lên thành level 4. Cái này sẽ level 4 này. Giáp nam, hết mũ nữ. Dù muốn nâng cấp lắm nhưng mà vẫn đủ nguyên liệu để nâng cấp nha. Cái nào nó màu sáng sáng là chúng ta có thể nâng cấp được một cái quần áo nữa này. Cái gì đây? Vật phẩm, tìm thấy vật phẩm. Muốn mở cái này ra thì cần một cái cây gậy gì đó mà chúng ta sẽ không có gậy. Tìm ra đâu đây? Khu rừng này không thân thiện gì cả. Mấy thứ này mới xuất hiện thôi. Haha. Có rất là nhiều loại slime nhá, slime bánh kem à. Slime rất 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 lạ luôn. Con mèo tấn công luôn. Ok, đây là slime chocolate. Đúng rồi, ma địa. Slime chocolate nhìn trông ngon nhờ. Cũng là slime chocolate. Một miếng pudding thơm ngon. Cứ dùng mấy cái hệ vớ vẩn được ăn được thôi. Chiến thuật này, dùng một thủy tiễn đúng không? Này là xong ngay. Ui, 5k8. Đáng sợ. Dùng một thủy tiễn hoặc là cái kia là cái gì nhỉ? Cái quang à? Thủy tiễn này, mình cũng không có chiêu đấy luôn. Nên không cần quan tâm nữa. Chúng ta dùng thủy tiễn. Tốt. Kiếm lửa mà dùng thủy tiễn à? Có vẻ như là có vẻ không không ấy lắm nhỉ. Cột nước thôi. Chứ không có thủy tiễn mà cột nước. Khá là yếu. Đầu hàng. Tên 2 nào. Đấy, thấy chưa? Nó là bẫy đấy, nếu cố gắng lấy một miếng bánh đó, bạn sẽ bị con slime hấp thụ luôn. Vãi. Wow, khỏe lắm nhá. Đói. Tự nhiên tôi thèm ăn vặt quá, bó tay. Không lẽ tiên sao bị hiệu ứng đói này. Ăn ngẫu nhiên một món từ túi đồ cá nhân. Chứ còn ăn cái gì vậy? Bội thực. Chết tiệt, có bị bội thực nữa chứ. Không thể ăn thêm được nữa. Lắm cái hiệu ứng vãi. Nào bây giờ chúng ta sẽ dùng cái chiến thuật để quét mấy con slime này luôn. Không hề đơn giản nhỉ. Slime này thì nó sẽ sợ nước. Đại slime chocolate. Wow, cái bánh khổng lồ luôn đấy, đẹp thật. Đây là một cái bẫy đấy, nó sẽ nôn chocolate đầy lên người bạn, sau đó tẩn bạn bằng các đòn mang hệ đất. Nó đánh hệ đất với nó để ăn đòn. Có kiếm nước ấy, đổi sang kiếm nước anh em. Bắt một con về về chơi nhỉ. Trang bị kiếm thủy lam thánh bảo ngọc. Nghe tên nghe chất vãi. Mũ thì hộp cắt tông. Khi đang bùa lợi. Nón lá. Vật phẩm có thể ném được. Cái nào thì cũng thế. Cái này thủ 10. Mũ mình là thủ 15 cơ. Tốt hơn rất là nhiều. Mũ đều. Để mũ đều. Nhìn chung như vậy. Áo hay sao? Áo rất là nhiều loại khác nhau. Ra ngẫu nhiên triệu hồi gấu xám nữa lượt, gia tăng sát thương kỹ năng băng. Cái này đánh băng rất là ngon này. Kỹ năng hộ vệ, thả bom nữa các lượt này. Hiện tại mình đang mặc áo nào? Mình đang mặc áo này à? Đồ ninja. Phòng ngự sẽ cho hiệu ứng vô hình cho một lượt. Cái này hay hơn này. Ném được. Cái này sao? Ánh sáng. Thôi cái này cũng ngon rồi. Cái đồ này thì không thay được, tại vì chúng ta đã mắc hết rồi. Ok. Thủy kiếm, ok, khỏe lắm nhá, trời ơi, chết rồi, chết rồi. Ui, cái gì đây, một đầm lầy đấy, gì đây, sợ quá. Lập tức chết khi hết thời gian. 4 tơn, má ơi. Sắp chết. Bây giờ sao đánh nó đây. Cứ dùng thủy thôi. Thủy tiễn anh em. Con này nên đổi. Con này ăn một cái gì đó, nó bị đói anh em ạ. Và nó không dùng lược lượt được luôn đấy. Chúng ta sẽ dùng cái kỹ năng, đó chính là liên kích. Đấy, chết luôn. Sợ thật. Nó đang ói lên người chúng ta này. Khỏe lắm. 3 tơn nữa mình sẽ chết nhá. Kiểu đếm người tới cái chết ấy. Hay, nó giống trong kiểu Master Legend thế. Thật sự là khó chịu. Không phải nói đâu, thật sự là khó chịu luôn đấy. Bị ướt rồi. Con này cứ ăn thôi. Tăng 10.000 máu. Trời ơi, con này thằng cứ ăn anh em ơi. Chết. Vì hiệu ứng đói ấy. Tử trận. Ô, cái quái nào nhỉ? Tại sao nó tử trận ta? Không hiểu luôn. Không hiểu trong trận chiến ra bị tử trận luôn. Mình đích hiểu. Ôi, cái trò này nó lắm thứ lắm anh em ạ.
Phải nói đến khám phá cả ngày cũng chẳng hết. À, cái này là phải di chuyển cột đá, di chuyển lại không phải di chuyển nhầm chết. Ok, thì mình sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Epic Battle Fantasy 5. Bye bye. Cái này mở không được này.